Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin vui mừng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay là ngày đầu xuân thì anh Phương lại lên sóng giới thiệu các bác về những sản phẩm âm thanh Mỹ. Trong đó có những hàng bãi nòi xịn, còn có những hàng còn nguyên thực xốp luôn. Và số lượng hàng thì không có nhiều. Những mã hàng này thì chủ yếu lên bán giao lưu với các bác trong ngày đầu xuân. Thì ngày hôm nay thì xin báo cáo các bác là anh Phương sẽ cùng các bác review đánh giá và so sánh về hai cái mẫu loa trong cái tầm tiền phân khúc trên 20 triệu. Đồng thời anh Phương sẽ giới thiệu thêm một cặp loa nữa, đó là cặp loa 115 hàng nguyên thục xốp. Mời các bác hãy cùng theo dõi và video ngày hôm nay. Trước mắt các bác thì ngày hôm nay buổi sáng Phương đón nhận về 3 cặp loa Mỹ nòi với dòng loa 515, dòng loa bát 40 neo, chép neo và bát neo. Đây là một trong những dòng loa có kích thước nhỏ gọn, xinh xắn, với chiều cao của nó đâu đó rơi vào tầm khoảng 70cm. Hoàng lấy cái thước đo cái cặp loa này nè. Cặp loa về với tình trạng còn nguyên cả tem cờ của Mỹ luôn. Đấy, tem còn tem zin các bác nhá. Với kích thước của nó thì rất là gọn gàng, phù hợp với những bộ karaoke gia đình vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt các bác. Đây. 515. Dòng này thì nó có hai cái phiên bản, một phiên bản là dòng loa 515 củ nhỏ và một dòng loa 515 củ to. Thì giữa dòng loa 515 củ nhỏ với 515 củ to nó lệch nhau khoảng độ 3-4 triệu đó. Cặp loa 515 này trước. Cặp loa này thì nếu em nhớ không nhầm thì chiều ngang của nó rơi vào tầm 44-45 phân gì ạ. Sâu là 47 này. Ngang lớn nhất. Đó. Ngang 43. Cao tầm 70 rồi đó. Cao 69. Cặp loa thứ hai đó là cặp loa 4215. Dòng loa này thì dòng loa cũng dòng loa thiết kế với bát 40. Sâu 50. Sâu 50. Rộng 42. Rộng 42, như vậy nó cũng lệch nhau không đáng kể. Cao 78. Cao 78, dòng loa này trường loa các bạn. Với cái cấu hình loa thì các bác lưu ý cho em là về kích thước loa thì hai cái dòng loa này đều rất là nhỏ gọn, không quá chiếm chỗ cho cái bộ cấu hình âm thanh gia đình. Và trưng bày thì rất là sang trọng. Cái dòng loa 515 này thì nó có một cái ưu điểm là cái tem của nó rất là nổi bật. Một cái tem đỏ bên dưới và một cái tem lưới bên trên. Cho nên là loa này đặt vào trong bộ cấu hình karaoke gia đình rất là nổi các bạn. Xinh xắn và gọn gàng. Nó không quá chiếm chỗ. Và thiết kế của nó là dòng loa bát neo 40 và chép neo. Với dòng loa neo thì có một cái đặc điểm của âm sắc của nó rất là mịn màng và mềm. Không quá nặng về bát. Nhưng nói như thế không có nghĩa rằng là nó thiếu bát mà nó đủ bát cho các bác chơi. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể tích thùng của dòng loa 515 này cũng khá sâu. Các bác nhìn này, thể tích thùng của nó to. Chúng ta nếu chúng ta muốn đánh giá về chất âm của loa thì các bác có thể nhìn vào cái kích thước thùng là chúng ta sẽ đánh giá được cái dòng loa này là dòng loa toàn giải. Full 3 đường tiếng, 3 giải đủ hay là dòng loa chuyên về lời hoặc là dòng loa chuyên về bát thì nó ở cái kích thước thùng này nó cũng đoán ra một phần rồi. Đấy. 515, dòng loa này ngày hôm nay đang bán với giá 26 triệu tại cửa hàng. Giá ship sẽ là 26 triệu 500 trong ngày khai trương đầu năm. Báo cáo bác này em có 3 cặp nhá. Hôm nay lên sóng là giới thiệu các bác luôn. Về dòng loa thứ hai đó là dòng loa 4215. Hàng này thì phun được xốp luôn. Hàng này thì trước đây nó rất là nhiều. Nhưng đến thời điểm này thì nó thật sự các bác là nó lẻ tẻ 1-2 đôi thôi. Không có nhiều đâu các bác. Dòng loa này nếu hàng zin nguyên bản 100% mà hàng Mỹ nòi, giá thành của nó hiện tại đang có giá rơi vào 28 triệu. Ngày hôm nay bán rao lưu các bác cặp loa này với giá 27 triệu 500 và giá bao ship. Còn giá tại cửa hàng là 27 triệu duy nhất cho một cặp này. Các bác nhé. Về đánh giá so sánh về cái cấu hình của nó thì các bác thấy rằng là con này thì nó rất trường loa. Trường loa. Nó cao, nó phù hợp với những cái phòng khách sang trọng và phù hợp với những bộ cấu hình âm thanh gấu. Trông nó đậm chất phong cách Mỹ. Nhìn đôi loa này nó rất là tinh tế và rất là sướng. Và nó rất phù hợp với những chiếc tivi to hiện nay. Ví dụ như là bây giờ các bác sử dụng những chiếc tivi tầm 50 inch cho đến tầm 85 inch. Đấy, 75 inch mà nếu chúng ta sử dụng những đôi loa này thì nó rất phù hợp. Để bên cạnh cái kệ tivi nó rất là sang các bạn. Gọn gàng, sang trọng và nó rất là nổi về cái hình thức thiết kế. Trường loa, khoe loa. Cái thứ hai là về cấu hình của nó có thiên về chiều sâu cho nên tiếng bát của con này nó rất là uy lực các bạn. Bởi vì nó thiết kế bởi dòng là kết hợp giữa cái sự tinh tế
mềm mại, sắc nét của dòng loa chép neo nhé các bác nhé. Sau đó cộng với cái sự sâu sắc, uy lực và chắc chắn của dòng bát từ ferrit. Con này nó từ ferrit không phải từ neo các bác nhé. Từ của nó từ 19 con 76, cho nên cái lực của nó rất là tốt. Nếu bác nào muốn nghe cái dòng loa mà thiên nhiều về bát thì chúng ta sử dụng dòng này. Tiếng nó chắc và nó gọn. Dòng loa 4215 nguyên thục xốp. Đôi loa này ngày hôm nay đang được giảm giá. Tất cả những mặt hàng ngày hôm nay đều được giảm giá với mức giá là 500.000 đồng so với giá bán ngày thường. Xin thưa các bác là nếu như các bác bán những cái hàng xịn, thực ra lãi suất của những hàng xịn nó không cao lắm đâu. Đấy. Chứ còn nếu mà trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều cái sản phẩm nó hàng bãi, nó không còn nguyên bản nữa, nó đã được can thiệp sửa chữa rồi là một này. Cái thứ hai là những cái dòng loa mà nó nhái nhái làm giống với những dòng loa xịn thì bây giờ trên thị trường rất nhiều, cho nên là giá thành của nó thay đổi nhiều. Cho nên là bán loa xịn, thực ra là nhiều anh em cứ bảo anh Phương sao không lấy lô về bán. Bán lô, bán loa nát thì lãi rất là cao. Đấy. Nhưng mà quan điểm của em thì em vẫn phấn đấu tiến tới một cái gọi là định hướng, đó là phân phối tới tay các bác những dòng loa xịn và với cái chất lượng cao nhất, chứ không thiên về những cái sản phẩm mà lãi suất cao để các bác mua phải những hàng nát, hàng vớ vẩn các bác. Cho nên là các bác đến với anh Phương, các bác cảm thấy nó yên tâm tuyệt đối luôn, kê cao đầu để ngủ luôn các bác. Bởi vì thực ra là nói thật với các bác là để có một cái số tiền hơn 20 triệu đâu phải ai cũng có thể dễ dàng có được đâu các bác. Cũng phải vất vả hàng nửa năm, thậm chí có những bác phải làm đến một năm mới có được hơn 20 triệu để mua được những đôi loa như này. Cho nên là các bác tiết kiệm như thế, em cũng thấy rằng là xuất phát từ cái cơ sở cũng giống như anh Phương ngày xưa đấy. Làm việc thì thực sự các bác là cũng phải chắt bóp, thậm chí còn phải giấu vợ để mua được đôi loa đẹp như này để chơi. Chỉ sợ nhất là bỏ tiền ra mua phải nó đều thôi. Cho nên là các bác đến với anh Phương các bác yên tâm luôn nhé. Bao zin, bao đẹp, bao chuẩn chỉ, toàn trọn đời luôn. Đấy. Thế còn không bao về cái thời gian đâu có nhá. Các bác chơi loa Mỹ, em vẫn nhắc đi nhắc lại là các bác nhớ cho em là loa Mỹ em không bao về thời gian. Và tất cả anh em bán loa Mỹ trên thị trường đều không bao về thời gian. Bởi vì những cái việc mà nó hú mic hay nó chập cháy đẩy rồi là nó bị sốc, nó chết loa, là cái đấy là do chúng ta sử dụng sai nguyên tắc, nó chết. Thì đương nhiên các bác chịu trách nhiệm về việc này. Chúng em cũng sẵn sàng hỗ trợ các bác để xử lý làm sao để nó được tốt nhất nếu như các bác xảy ra cái trường hợp sự cố. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ so sánh đánh giá về hai cặp loa này. Mời các bác cùng lắng nghe và cùng so sánh. Đầu tiên em sẽ sử dụng cặp loa JBL 515. Mời các bác cùng lắng nghe. Tem nèo nó đánh nó sướng không? Tách 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 luôn. Mà tem zin nó mới đánh được dế các bạn. Mới này loa xịn nó mới đánh được dế. Loa nếu mà loa nhái thì đánh nó chói và nó gắt. Nhưng nó không mềm mại và nó không ngọt như loa xịn được các bạn. Tiếng bass rất là mềm mại, chép nảy, tơi và tí tách rất là hay. Ngọt đấy các bạn, nghe rất sướng. Có tiền mua những dòng loa này nghe đã lắm các bạn. Chuyển sang cặp loa thứ hai các bạn nha. Thank you.
cá nhân anh Phương đánh giá thì với cặp loa 4215 thì chúng ta thấy cái dải trung âm của nó đầy hơn, và một cái cảm giác đó là cái độ sắc, độ tách bạch thì 4215 nó có sự tách bạch tiếng tốt hơn. Còn về độ nảy, độ mềm mại thì con 515 nó có sự mềm mại hơn, bay tiếng hơn. Nhưng mà nó, nếu nói một cách chuyên nghiệp, những người nghe chuyên nghiệp thì người ta thấy rằng là 515 nó không tách tiếng tốt bằng cái 4215 được. Nếu các bác mới nghe, thật sự với các bác mới nghe thì các bác sẽ cảm nhận thấy là 515 nó bay tiếng hơn và nó sắc nét hơn. Đấy. Nhưng mà nếu cá nhân anh Vương đánh giá mà nghe thì 4215 nó sẽ có cái độ chắc tiếng hơn, rành mạch hơn. Tiếng bát nó có cái gì đó nó thúc mạnh hơn so với dòng loa 515. Nói chung là hai dòng loa này thì về phân khúc của nó, với mức đầu tư của nó trên 20 triệu, sử dụng đôi loa nào nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà nếu để đánh giá mà công bằng và theo cái sở thích của các bác thì anh Vương cũng đã định hướng cho các bác về cách chơi về hai cặp loa này. Bây giờ chuyển sang cặp loa thứ ba, đó là cặp loa 115 còn nguyên thùng xốp. Nhà em còn duy nhất một cặp này, thơm phức mùi Mỹ luôn các bác, nguyên thùng xốp 115, hàng mới cứng cựa. Hàng này thì hàng bãi của nó thì cũng giá đâu đó loanh quanh rơi vào tầm khoảng độ 14.500.000 đồng một đôi loa zin rồi. Đôi loa mới này nhà em bán giao lưu các bác với giá của nó là 17.500.000 đồng cho cặp loa này. 17.500.000 đồng cho cặp loa 115 hàng mới tinh nguyên thùng xốp. Khi mà dòng loa mới nguyên thùng này nó đánh rất là thơm các bạn, nó ra một cái mùi rất là hay. Nếu như mức đầu tư vừa phải, chúng ta sẽ lựa chọn những dòng loa Mỹ này, chắc chắn rằng hơn hẳn những dòng loa của Trung Quốc mới bây giờ luôn các bác. Tiếng nó sạch sẽ, rõ ràng. Khi các bác chơi loa mới thì các bác có sự yên tâm là không sợ loa đã bị xuống cấp này, không sợ loa đã bị nát nhão này, không sợ loa đã bị can thiệp sửa chữa này, không sợ rằng là thùng loa nó bị cũ nát này, bị chảy xước này. Và giá thành, thực ra những đôi loa 115 mới này giá của nó khá rẻ. Em nghĩ rằng là để mua một đôi loa Mỹ mà chỉ có 18 triệu bao ship, 17.500 thì đôi loa này quá hợp lý luôn các bạn. Nhà em còn một cặp này nữa các bác nhá. Như vậy là trong video ngày hôm nay, anh Vương cũng đã định hướng so sánh đánh giá về ba cái mẫu loa và đều báo giá một cách công khai để cho các bác lựa chọn. Nhà em thì luôn luôn báo giá công khai để các bác cân đối tài chính, cũng như là báo giá công khai để cạnh tranh thực tế về chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và độ đẹp của loa, không cạnh tranh về giá thành. Cho nên là em đưa rõ giá thành. Còn bác nào muốn mua rẻ hơn thì chúng ta cứ lựa chọn những phương án như Phương vừa định hướng cho các bác. Đấy. Đôi khi là các bác chú ý cho em là mua loa Mỹ, cái giá thành đừng đặt lên đầu tiên mà hãy đặt chất lượng lên đầu tiên. Bởi vì dù sao giữa một đôi loa nát mà rẻ được 2 triệu so với một đôi loa xịn mà đắt lên 2 triệu thì thực ra là cái điều đấy các bác nên nghiên cứu. Đó nha. Một lần nữa thì xin cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi kênh của anh Phương và đặc biệt là video này. Chúc các bác một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Bác nào lần đầu tiên theo dõi kênh thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất các bác nha.